Hello, xin chào các vị và quý bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục làm video clip chủ đề về so sánh và review giày. Hôm qua trên kênh của mình rất nhiều bạn comment là đề nghị mình làm review so sánh của giày Adidas khi mình đây. Hôm nay có thời gian thì mình sẽ review con giày này. Ok, mời bạn theo dõi. Trước khi review thì mình chia sẻ một chút với anh em là đối với hàng chính hãng thì không nói, nó chỉ có một loại. Tuy nhiên đối với hàng copy thì nó rất nhiều loại. Tại sao mình lại phải làm một cái review và so sánh? Tại vì là cái hàng copy nó có nhiều loại chất lượng. Rất muốn anh em mà khi đi mua, không những mua cả hàng của mình và khi đi ra ngoài mua, anh em được trang bị kiến thức để nhận biết các loại hàng hóa, thì khi mình bỏ tiền ra mua nó sẽ, các bạn sẽ nhận được đúng với các loại hàng hóa mà các bạn mong muốn, chứ không phải là bỏ tiền ra mua. Ví dụ như mình muốn mua hàng 11 nhưng mà bỏ tiền ra lại nhận được hàng super chẳng hạn, thì điều đó là rất đáng buồn. Và cái mục đích của mình chính là chia sẻ một chút kiến thức, cái hiểu biết của mình trong quá trình kinh doanh và trong quá trình chơi và sử dụng giày. Mình sẽ chia sẻ với các bạn biết. Em bây giờ không để bạn chờ lâu thì mình sẽ review mẫu giày được rất nhiều anh em đề nghị, đó là Adidas Human Ray. Nói qua một chút về Human Ray, đây chính là mẫu giày thời trang và có hiệu năng rất là cao của hãng Adidas. Đối với hàng chính hãng thì anh em có thể thấy là nó có giá rất là chát. Một đôi giày như hiện tại, đây là bản V2 nhé, bản V1 thì nó là bản cũ rồi. Và thực sự là đối với hàng chính hãng, cái bản V1 nó rất là cao, rất là đắt tiền. Có giá khoảng hơn chục triệu. Đối với anh em mà có điều kiện, có tiền thì đấy nó không thành vấn đề. Tuy nhiên đối với những em mà còn là sinh viên hay là còn học sinh, còn xin tiền bố mẹ thì đây là một cái cản trở rất là lớn đối với những anh em mà yêu thích sneaker. Đấy, cho nên là mình muốn giới thiệu anh em một mẫu giày hàng 11 này. Hàng 11 có chất lượng, form dáng, công nghệ và tất cả những gì qua đôi giày là đều là tỷ lệ 1:1 với hàng chính hãng. Và số tiền các bạn bỏ ra thì nó rất là thấp thôi. Một đôi giày như hiện tại là hàng 11 đối với mình, đôi Adidas Human Ray này chỉ bán với giá khoảng 900.000 thôi. Rất là rẻ so với số tiền khoảng hơn chục triệu đối với chính hãng. Thì đây là một cái sự lựa chọn khá hoàn hảo đối với em. Ok, không có nhiều nữa, là bây giờ mình sẽ review chi tiết hai phối màu của mẫu giày Adidas Human Ray này. Các bạn có thể thấy là cái hộp của Human Ray nó hoàn toàn khác hoàn toàn với cái mẫu các màu sắc của Adidas khác. Đây là một màu, màu này gọi là màu sữa. Đây là Pharrell Williams, đây là ca sĩ nhé. Pharrell Williams là ca sĩ người Mỹ. Và kết hợp với Adidas thì nó sẽ cho ra mẫu giày Human Ray, PVK Human Ray LMD. Đây mã của đôi này là AC7361 này. Anh em search Google sẽ ra cái ảnh của nó. Đây thông số size US, UK, Euro. Size Trung Quốc, size Nhật Bản. Ok. Human 2016. Ra đời năm 2016 thì phải, mình cái này mình chưa tìm hiểu kỹ. Ok, bây giờ mở hộp ra nha anh em nhé. Đấy chính là nhân vật chính đang này, một đôi giày Human Ray bản V2. Lưu ý là V2 anh em nhé. V1 thì nó khác biệt, V1 ở chỗ là cái bản V1 thì nó là đế bằng, còn ở V2 thì nó là đế có hình răng cưa này. Đấy, khác một chút ở đấy. Đấy. Mình quay một vòng tổng quát để anh em có thể thấy là ở hàng 11 nó làm rất chuẩn chỉ, mọi chi tiết không có một chút lỗi lầm nào cả. Đấy. Đôi này
có tên của nó là Brittle Wax. Tiếng Anh mình hơi cùi nên đọc nó không chuẩn lắm anh em cũng cảm nhá. Adidas Human Ray, đôi này sử dụng đế bút. Đối với những cái đôi sử dụng đế bút thì anh em có thể chắc chắn một điều là thành phần cấu tạo quan trọng nhất của đôi giày bút nó là bộ đế bút này. Lát nữa mình sẽ so sánh hai loại chất lượng để anh em có một cái kiến thức khi đi mua giày. Đế bút này là cái thành phần cấu tạo quan trọng nhất để quyết định cái giá trị của đôi giày. Đấy. Thì hàng 11 nhá. Hàng 11 cho nên nó sẽ sử dụng cái đế bút hạt như hàng chính hãng luôn. Hàng chính hãng sử dụng đế bút hạt này. Đây là hạt nó gắn với nhau nhá. Không, và hoàn toàn không bị hòa tan, vẫn giữ nguyên cái cấu trúc hình dạng hạt nhá anh em nhá. Vẫn giữ nguyên cấu trúc hình dạng hạt. Đấy. Anh em có thể yên tâm là sử dụng hàng 11 không khác gì hàng chính hãng cả. Đấy. Hàng 11 thì rất đẹp, ngay cả những cái logo rất là sắc nét này, rất đẹp, form dáng rất đẹp này. Đấy. Cái phần upper của đôi này nó là có cấu tạo hình, nó dệt rất là dày dặn nhá, mà có cấu tạo hình lỗ nhá. Đấy. Rất, anh em đi mùa hè thoải mái luôn, không bao giờ sợ nóng cả. Đôi giày phải nói đỡ theo mình là rất là hoàn hảo. Ok, đã xong một cái phối màu và đến phối màu tiếp theo đó là màu đây anh mình gọi là đây tên của nó là Clamud nhá. Clamud. Một phối màu rất là tinh tế, màu xanh. Màu xanh này. Màu xanh. Một số cái điểm màu điểm nhấn tạo nên cái vẻ đẹp rất là thời trang của đôi giày. Đấy. Cloud. Anh em nào giỏi tiếng Anh thì dịch giúp mình cái từ này. Cloud hình như là đám mây sao? Cloud mình nhớ không nhầm là đám mây. Còn mút là cái quái gì mình cũng không biết à. Rồi. Hàng 11 rất đẹp. Và bây giờ cái thêm mình sẽ làm một cái so sánh nhé, cái so sánh đế bút này, so sánh để anh em mà khi mua có kiến thức để chọn cho mình bỏ tiền, mình giữ cho mình muốn mua đồ 11 là sẽ nhận được môn 11, chứ không phải là bỏ tiền ra mua đồ 11 mà nhận được đồ hàng super. Tại sao hàng 11, cái đôi hàng 11 nó sẽ sử dụng đế bút hạt này như là chị nhá, còn đây là đế bút khuôn này, bút khuôn nhá. Đối với anh em mà tiếp xúc nhiều rồi, mà chơi giày lâu rồi thì đơn giản thôi, nhìn cái biết ngay. Đấy. Thì mình quay sát rồi anh em mới thấy được. Thấy không? Nhìn có sự khác biệt không? Đây chỉ là cái khuôn thôi. Đế của nó là khuôn thôi. Đấy, còn đây là hạt này, vẫn giữ nguyên hình dạng hạt gắn lại với nhau. Còn đây là khuôn này. Đấy. Đơn giản không ạ? Còn nếu như anh em mà mới thì thực sự là cái việc rất đơn giản thôi, đó là cái một mình chỉ dùng cái đèn flash của điện thoại này. Đèn flash của điện thoại nhá. Đây mình đặt cái cam ra đây. Nhá. Đối với hàng 11 thì nó sử dụng bút hạt. Thì anh em có thể test bằng cách là chiếu đèn vào cái phần đế này. Chiếu đèn vào. Như mình đã hướng dẫn ở rất nhiều video clip của mình rồi. Thì đối với những cái đôi mà sử dụng bút, thường thường là ở những cái đôi giày của Adidas sử dụng bút là rất là đắt tiền. Như GG này, Human Ray này, Ultra Boost này, tất cả những đôi sử dụng bút của Adidas rất là đắt tiền anh em nhé. Đấy. Thế cho nên là tại sao mình sẽ phải là những cái phân biệt này, rất muốn để anh em có thể có những kiến thức khi mua giày. Đây anh em nhé, mình chiếu đèn vào anh em có thể thấy là nhìn thấy rõ hình dạng hạt đúng không? Đấy, rõ ràng hình dạng hạt nhé.
Đấy. Mình làm rất nhiều video clip rồi, như Gigi này, Anchabut này, đấy, Anchabut Lockpis, tất cả những cái mẫu mà sử dụng đế bút thì nó đều là hạt. Và cái hạt này nó sẽ không bị nấu chảy ra nhá, nó vẫn giữ nguyên hình dạng hạt và nó dính với nhau thôi, nó dính với nhau để tạo thành cái đế. Và thực sự là anh em sử dụng những cái bộ đế bút hạt này đi rất là êm, độ đàn hồi cao, nên là đi đi trong thời gian dài hoàn toàn không bị đau chân hay mỏi chân gì cả. Đấy, tại sao nó lại đối với những đôi hạt chính hãng của Adidas sử dụng bút nó rất đắt tiền là như thế. Đấy, công nghệ phải nói là cái công nghệ này là công nghệ mà đến hiện tại, thời điểm hiện tại rất lâu rồi mà chưa có đối thủ nào có thể làm được. Đây là một cái phát minh rất là vĩ đại của hãng Adidas, và mình theo cái cảm nghĩ của mình đấy là phát minh rất vĩ đại. Đấy, bột hạt nhá. Đấy, hàng một một nhá. Còn mẫu khuôn thì sao? Anh em cũng chiếu đen vào nhá. Chiếu đen vào. Thấy không? Anh em chiếu đen vào và hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng hạt. Bởi vì nó là sao? Nó chỉ là cái khuôn thôi. Nó là nhựa, nó đúc thành cái khuôn, đổ nhựa nấu chảy ra. Đúc thành cái khuôn này. Nhìn nhìn mặt bề mặt thì nhìn tưởng hạt thôi, nhưng mà thực tế nó là khuôn đấy. Đây là cái hình thôi. Hình hình dạng thôi, chứ không phải hạt nhé. Đó, anh em chiếu đèn xuyên qua mà thấy gì không, nó không hoàn toàn không có nhẹ hạt đó, rất đơn giản. Ok, thực sự là hiện tại là mình đang rất bận nên là cũng không có nhiều thời gian làm video. Hy vọng là thời gian tới nó sẽ có nhiều thời gian hơn để làm video, ra video nhiều hơn phụ anh em. Anh em nhớ like, chia sẻ, subscribe kênh của mình nhé, để mình có động lực làm nhiều video clip hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại.